nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước giữa hai cơ quan cũng như đề ra các giải pháp biện pháp cần triển khai quyết liệt đồng bộ những vấn đề còn tồn tại thời gian tới. Mới đây hai bộ trưởng Công thương và Tài chính đã ký kết chương trình phối hợp đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tại lễ ký kết, hai bộ trưởng đánh giá lại công tác phối hợp thời gian qua, đồng thời trao đổi một số nội dung cần tháo gỡ xử lý như các vướng mắc về thuế đối với các giao dịch thông qua hợp đồng kỳ hạn dạng tranh lệch trong cơ chế mua bán điện, cơ chế tài chính cho chương trình điều chỉnh phụ tải điện, việc ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính đối với chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và chương trình thương hiệu quốc gia, nội dung liên quan đến cơ chế chính sách lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý thị trường, vân vân. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc sản xuất, chế biến, lưu thông hàng hóa gặp nhiều rủi ro và khó khăn, chi phí tăng làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế một số chỉ tiêu cơ bản của ngành công thương trên các khía cạnh sản xuất công nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thị trường bán lẻ trong nước cũng bị ảnh hưởng vì vậy việc bộ công thương và bộ tài chính ký kết chương trình phối hợp đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội sẽ là giải pháp tốt góp phần khôi phục lại nền kinh tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát hai bộ trưởng tin tưởng với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bộ cùng với sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương liên quan công thương tài chính việt nam sẽ vượt qua các khó khăn và thách thức tiến tới phát triển ổn định bền vững